Đây là toàn cảnh bên ngoài đền Sóc Sơn. Đền đây là đền chính. Đây là đền chính. Mình cũng đã quay ở đây rồi. Giới thiệu về đền chính ở các phía trong nữa. Và xung quanh là các đền phụ. Đền phụ có khoảng gần 10 đền. Xung quanh hôm nay là ngày thường cho nên rất là vắng, cảnh quan xung quanh rất là đẹp. Đây, cây tre trúc này. Rất nhiều cây cây lạ, khi phải đến gần mà có cái biển bạn đề tên thì mới biết là cây gì rất là lạ mà cây lâu năm, nói là các cây rất là quý hiếm. Đây xem ao sen, đầm sen. Tre trúc. Đầm sen. Nhìn cũng không nhiều nhưng mà rất là đẹp. Hoa rất là đẹp. Bên kia có các cô gái cái đang làm chăm sóc cây cảnh cỏ, đang làm cái chữ đền Sóc Sơn. Làm lụng mà trông rất là trẻ. Đây, xung quanh đồi núi.